Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh An tại Channel. Và hôm nay chúng ta đang đến với một cái tựa game khá là quen thuộc luôn, đó chính là Monster Legend. Ở đây đó thì với cái thành phố gọi là quái vật này à, ở đây thì mình đang có một cái sự kiện mới các bạn à. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem để coi là sự kiện này anh em chúng ta có thể lấy được những cái gì trong đây về nha. Wow, một em đẳng cấp đó chính là em M, và cái con này là tốn 25 để một bước đi luôn, quá là mắc luôn ấy. Rồi bây giờ thì tạm thời thì mình đang không có điểm luôn, và để kiếm cái điểm này thì chắc có lẽ là nó sẽ cho mình một vài sự kiện để có thể kiếm nha. Đây, để mình vào thử cái khu vực này, mình ghẹo thử coi à, ở đây hiện tại đang có một bạn đang on nè à. Rủ bạn ấy và solo với mình xem. Solo với à, HNT nha em. Ý chà chà, nhắn tin nhanh quá rồi là nó bấm, nó nhảy không kịp. Rồi, rủ bạn này solo cho vui. Ok, để coi các bạn ấy có chịu đánh không. À, đây là chỉnh cái chế độ rồi. Sẵn rồi, anh em mình vào xin quest luôn nha. Ở đây đó là mình đang thiếu quest của cái con này. Wow, 120, chúng ta sẽ nâng cho nó lên được 1 sao nha các bạn. Ở cái thành phố nhỏ bé này của mình thì chắc có lẽ là mình sẽ đây vào cái khu vực này và mở hai cái quả trứng của bắp này ra mới được. Là qua chiến đấu kịch liệt nhiệt tình luôn, nó cho mình hai cái quả trứng gọi là hơi bị bèo luôn ấy. Ở đây thì mình còn một cái quả nữa nè. Sai. Ồ, 40 sale của cái em Su. Rồi. Tới luôn. Ở đây mình cố gắng quánh để dành thêm hai cái quả trứng nữa mang về tem nha. Action. À, cái này thì chắc có lẽ là chơi luôn ha. Đội hình tem bạn cũng khá là yếu, không phải mạnh đâu các bạn ạ. À, cho nên là anh em mình không có gì gọi là quá là overlord cả. Tới luôn. Mong rằng lần này sẽ cho mình một cái quả trứng ngọc nha. Lấy quả trứng ngọc về đánh cho nó gọi là mở ra cái tỷ lệ may mắn nó sẽ cao hơn. Ui, nó cho mình quả trứng của bắp nữa rồi. Đáng ghét dễ sợ. Và ở đây đó thì để xem coi. Lần này mình gặp ui chà, chỉ có một MM thôi, còn mấy em kia là Legend các bạn à. Đường này cũng khá là dễ đi đây. Wow, và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ cho mình một subscribe nha. À, hãy bấm vào cái nút đăng ký và mình nhớ mở thông báo hình cái chuông lên đó. Khi mà mình ra video hay là livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Ở đây đó thì mình đang có một cái em gọi là quái vật mũi dài. Cái mũi nó vô cùng dài và ấn tượng luôn. Wow. Ở đây thì cho cái bé gấu đi ha. Mình hay kêu nó là mẹ gấu vĩ đại. Vì nhìn chú ấy rất là to các bạn. Vậy là nó là một trong những cái con mà to nhất team mình. Rồi, anh bạn này thì đang có hai cái bánh xe lăn ha. Mình sẽ bọc giáp lên cho team để cho chúng ta có một cái độ gọi là bảo vệ nhất định. Ui cha, team bạn cũng có giáp luôn cả, và này mình quýnh xuyên giáp đó nè. Sự sát thương đến từ anh bạn quái vật lửa của mình hơi bị cao đấy. Rồi, chỉ còn là một em duy nhất bật tốc độ này cho nó quýnh cho nó lẹ. Wow. Ui, cái con này nó bút giáp kinh luôn ấy. Có cái con đó hả ta? Như là mình có con đó ấy các bạn. Nhưng mà mình chưa có nâng cho nó lên cao được, vì cái ngôi nhà của mình đó là cần phải nâng cấp nhiều lắm. Oh my god, lần này đó thì được một cái quả trứng đỡ hơn quả trứng lúc nãy một chút xíu. Rồi, để mình xem coi ở đây sao mình đánh trong đó mà nó không, vẫn không cho mình điểm để chơi cái này nha. Còn 3 ngày nữa, 3 ngày nữa thì sẽ hết cái sự kiện đó, cho nên anh em mình cũng khá là thoải mái rồi. Và lần này mình thử vào cái khu vực đó chính là đây, cái khu vực leo núi. Và lần này mình sẽ thay đổi một chút xíu, mình có một cái bé gấu và mình sẽ mang thêm cái con quái vật cho bé Mon này vô, và mình sẽ cho cái con này ra đây để xem coi đó là cái bé Atrus này có giúp chúng ta vượt qua được cái thử thách này không. Action. Rồi, mới vào thôi.
cứ từ từ và bình tĩnh. Lượng máu tay bạn đang còn khoảng nửa cây bộ giáp tay bạn nó được búp lên được 3 cái giáp luôn. Nhưng mà anh thì anh quấn xiên giáp nè. Ôi cha, nó lại búp giáp nữa các bạn à. Mấy cái con này làm như nó không có cái việc gì ngoài cái việc gọi là búp giáp lên hay sao ấy. Đó, mấy chú có giáp thì anh cũng có luôn. Ôi cha, nó quấn xiên giáp mình luôn các bạn ơi. Ai cha, hơi căng. Trời ơi, hơi căng này. Và như là tên bạn đang có hút mana nữa, cho nên mình thấy đó là lượng mana của mình nó tụt như phin luôn á. Ui cha, lại không còn một giọt mana nữa, làm sao mà đánh đây. Như là mang cái em này ra tỷ lệ thắng không cao lắm á ta. Chắc là bé mon nó sẽ ổn hơn một chút xíu nhỉ. Rồi, tên bạn nó gần full cây nữa rồi. Trời ơi quýt. Và đây là chiêu anti, để xem nó có mang lại được cái điều gì thú vị cho anh em mình không. Rồi một em tắt thở. What? Tình huống này không ổn rồi. Thôi chịu nó luôn. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta you die. Không đánh lại các bạn à. Cái chỗ này vẫn là một cái chỗ rất là khó, rất khó để vượt qua. Anh em nào có cái mẹo vượt qua thì nhớ comment chia sẻ với HNT với. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ vào lại cái khu vực đó chính là Inter. Chơi luôn 1, 2, 3. Rồi anh em mình sẽ quất cái độ gọi là khó nhất nha. Đây nào mình cùng đi thôi. Bật cái chế độ sinh tồn lên và cho mấy chú này tự mua nào. Và như các bạn đã biết thì lịch ra vô của mình là cái tựa game Monster này là sẽ vào lúc 11:30 và lúc 5:30 chiều mỗi ngày nha. Anh em chỉ cần lên YouTube gõ chữ HNT Channel là sẽ xem được những cái tập mới nhất luôn. Rồi tới luôn. Ở đây đó thì mình ngó thử xem nha. Wow, đội hình tên bạn thì cũng khá là ok đây. Đó, cái này như tôi búng với boss vậy. Và hình như là mấy cái điểm sale của M này thì mình đã nhận được tầm khoảng 400 mấy, tầm khoảng 400 mấy cái luôn rồi đó các bạn à. Một cái con số khá là cao đúng không? 25k vàng lụm chiên. Rồi, anh bạn quái vật này thì nó đang có một cái bụng chà bá luôn. Bụng bị lồi ra luôn rồi, thấy ớn không? Mình căng vậy. Đây, một pha xử lý nhẹ đến từ quái vật mũi dài. Cái con quái vật mũi dài thì mình vẫn chưa tìm hiểu hết được những cái gọi là cái khả năng bá đạo của chú ấy. Và sức mạnh của chú ấy vẫn chưa được nâng lên một cái tầm cao được các bạn à. Vì cái chiêu, vì những cái ru á. Cái ru á là nó gắn ru tốc độ và ru màu cam. Nhưng mà mình không có ru màu cam mà cao, cho nên là mình cho nó mới xài mấy cái cụ bắp không. Cho nên tính ra là nó không có được hổ báo cho lắm. Rồi bây giờ thì cho bé gấu này. Rồi tới luôn. Pass sơ một cái nè. Victory. Ây cha. Và bây giờ anh em mình cho một cái vòng quay may mắn nào. 5k. Ok tới luôn. Action. Ngước nhẹ lên màn hình một cái thì chiêu quýnh ba em cùng một lúc. Và bây giờ lượng đam, hình như là lượng đam không có tăng nhỉ. À, là bé gấu mà xài cái chiêu gọi là quýnh ba con thì lượng tay sát thương tay cũng gọi là ngang hay là hoặc là hơn luôn kể cả cái con ấy luôn á. Kể cả con nhâm thạch đấy các bạn, nhâm thạch lửa. Rồi và sau một hồi chiến đấu nhiệt tình thì anh em mình đã vượt qua được cái tầm này. Và ở đây nó báo đó là nếu như có 106 viên game của ngọc này thì anh em mình sẽ nâng lên được một sao nữa. Nhưng mà mình đã có cái con này 250 rồi mà. Mình đã có 250 ấy rồi và mình nhớ mình bấm lên một sao và cuối cùng nó nhảy đâu mất tiêu hết trơn. Không hiểu lý do. Ở đây thì sau khi một cái khoa gọi là ép ru thì mình tạo ra được một cái ru 3. Cái này bị lỗ rồi.
Có lẽ nó phải ra rune 5 cho mình. Rồi, bây giờ mình vào lại thử cái vận may của anh em mình nha. Đây thì mấy cái rune nhỏ thì anh em chúng ta có rất là nhiều. Đó, mấy cái rune nhỏ anh em chúng ta có rất là nhiều luôn. Này chơi tỷ lệ 100% nè. Đây, còn mình là thích sự mạo hiểm hơn, gọi là có một cái chút xíu gì đó gọi là may mắn hay là thú vị gì nó mới có cảm giác kích thích các bạn à. Đi chơi mà giống như là chắc 100% giống như là nó quá dễ dàng rồi, mình biết trước cho nên nó, cái độ mà thú vị nó bị giảm sút khá là nhiều. Và các bạn ơi, video cũng khá là dài rồi và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha. Các bạn đã theo dõi và anh em nào mà thích cái series này thì hãy để lại cho mình một like và một comment nha. Và anh em nào mà chưa đăng ký thì nhớ bấm vào cái đăng ký kênh luôn. Wow, ở đây thì có vài cái rương khá là VIP đây các bạn. Ồ, đây là cái skin hay gì nè. Cái con này mình có rồi nhưng mà nó màu vàng, còn con này xanh nó có cái áo màu hồng ấy. Wow. Và các bạn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi rất là nhiều luôn.